Công Phượng đã không góp mặt trong buổi tập chiều ngày 17 tháng 3 của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo này bị tái phát chấn thương cũ và phải nghỉ tập để điều trị hồi phục. Trong khi đó, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã ổn định vết khâu ở môi và sẵn sàng ra sân thi đấu. Đây là lần đầu tiên Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam kể từ tháng 10 năm ngoái. Chấn thương gặp phải ở Yokohama FC là một phần khiến Công Phượng không đảm bảo thể lực cho hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 và sau đó là vòng chung kết Asian Cup 2023. Nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng cho đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh nhiều trụ cột không kịp hồi phục chấn thương như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tuấn Anh hay mới nhất là Phạm Tuấn Hải, đích thân huấn luyện viên trưởng Philippe Chuze đã sang Nhật Bản để trực tiếp kiểm tra, đánh giá phong độ của Công Phượng trước khi ra quyết định triệu tập chân sút vào danh sách hội quân của đội tuyển Việt Nam cho hai trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup. Công Phượng đã tham gia tập luyện tại đội tuyển từ ngày 13 tháng 3, cùng chung nhóm tập với các tuyển thủ khác như Thành Trung, Xuân Mạnh, Đình Bắc, Việt Hưng, Hùng Dũng. Do các cầu thủ có mật độ thi đấu khác nhau tại giải V-League và Cúp Quốc gia nên việc phân nhóm các cầu thủ trong những buổi tập đầu tiên là điều cần thiết để tạo sự cân bằng về thể lực, phong độ giữa các cầu thủ, sau đó mới gộp lực lượng lại để triển khai các nội dung chính về kỹ chiến thuật. Việc tái phát chấn thương dù không nghiêm trọng nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội ra sân của Công Phượng. Trước mắt là chuyến làm khách trên sân Indonesia ngày 21 tháng 3 tới. Trong những buổi tập gần đây của đội U23 Việt Nam, nổi bật giữa dàn cầu thủ trẻ chung là dáng dấp người đàn anh vẫn miệt mài, hăng say tập luyện, đó chính là Nguyễn Công Phượng. Cùng thời điểm nhưng ở một sân tập khác, sân tập của đội tuyển quốc gia, người bạn thân từ thời thơ ấu của Công Phượng, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có chia sẻ với truyền thông như thế này: "Sau mấy ngày tập trung, tôi chưa được tập cùng Công Phượng nên không rõ cậu ấy ra sao. Hy vọng Công Phượng sẽ có phong độ tốt. Bản thân tôi luôn tin tưởng vào các đồng đội trên hàng công." Văn Toàn tỏ ý nhớ Công Phượng, còn người hâm mộ chắc hẳn cũng nhớ hình ảnh tập luyện của tiền đạo sinh năm 1995 cùng với đội tuyển quốc gia. Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Philippe Chuze đã kết hợp 24 cầu thủ của đội U23 Việt Nam và 33 cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong các buổi tập chuẩn bị cho hai trận đấu tới gặp đội tuyển Indo ở vòng loại 2 World Cup 2026. Đáng chú ý, ban huấn luyện đã chia các cầu thủ ra thành hai nhóm để tập luyện ở hai sân khác nhau. Nhóm 1 là các cầu thủ tập trung muộn do bận thi đấu cúp quốc gia, gồm Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hùng Dũng và Đỗ Duy Mạnh. Trong khi đó, thành phần chủ yếu của nhóm 2 là các cầu thủ U23 và một số tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Công Phượng, Trần Ngọc Sơn, Triệu Việt Hưng, Hồ Văn Cường, Lê Ngọc Bảo và Phạm Văn Luân. Trong những buổi tập gần đây, nhóm 1 chủ yếu tập các bài hồi phục với cường độ vừa phải. Trong khi đó, nhóm 2 tập luyện với cường độ cao hơn với các nội dung về phối hợp nhóm. Đến buổi tập sáng hôm 16 tháng 3, nhiều tuyển thủ ở nhóm 2 kể trên đã được đôn lên tập cùng nhóm 1 ngoại trừ Công Phượng. Được biết, tiền đạo sinh năm 1995 cùng với một số cầu thủ khác tập gym cùng với huấn luyện viên thể lực. Việc Công Phượng không được tập cùng đội tuyển Việt Nam không đơn thuần mang đến nỗi nhớ cho Văn Toàn hay người hâm mộ mà còn là nỗi lo. Huấn luyện viên Chuze để Công Phượng tập luyện với cường độ cao, qua đó cho thấy chiến lược gia người Pháp muốn cải thiện thể trạng của cậu học trò. Có thể nhiều người hâm mộ sẽ cảm thấy bất bình thay cho Công Phượng, rằng tại sao một cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển quốc gia lại phải trải qua quãng thời gian như hiện tại. Và đến đây thì xin phép được dẫn dắt sang câu chuyện về phong độ. Bóng đá thì vẫn có slogan: phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp là mãi mãi. Thế nhưng trước khi cầu thủ có cơ hội chứng minh đẳng cấp của mình, thì phong độ của họ phải đảm bảo để được huấn luyện viên tin tưởng, để trao cơ hội ra sân. Và hãy thử nhìn thủ môn Bùi Tiến Dũng mà xem. Anh từng là người hùng của U23 Việt Nam với những pha cản phá xuất thần tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Khi về nước, thậm chí Tiến Dũng còn không thể di chuyển được vì quá đông người hâm mộ vây quanh để xin chữ ký và chụp hình cùng. Tuy nhiên, phong độ trồi sụt của Tiến Dũng sau đó đã khiến anh mất dần đi lòng tin từ ban huấn luyện, để rồi chật vật tìm chỗ đứng ở hết đội bóng này đến đội bóng khác. Nói để thấy được phong độ là quan trọng như thế nào với một cầu thủ, và đối với Công Phượng cũng không phải ngoại lệ. Thật chớ trêu khi số lần tiền đạo đội tuyển Việt Nam xuất hiện trên các poster truyền thông của Yokohama FC lại tỷ lệ nghịch với số lần anh được ra sân cho đội bóng nước Nhật. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Yokohama FC, Công Phượng chủ yếu ra sân ở các trận đấu tập và chỉ có duy nhất một lần thi đấu cho đội bóng chủ quản khi vào sân ở phút bù giờ hiệp 2 trận thua Nagoya Grampus 2-3 tại J-League Cup. Trong khi đó, tiền đạo sinh năm 1995 không được đăng ký thi đấu ở bất cứ trận đấu nào tại J-League 1 và Cúp Hoàng đế Nhật Bản. Tổng kết lại, Công Phượng khép lại mùa giải năm ngoái với một thống kê đáng buồn, vỏn vẹn 6 giây thi đấu cho Yokohama FC. Có thể nói mùa giải năm ngoái ở nước Nhật như một nốt trầm trong sự nghiệp của Phượng. Công Phượng là một cầu thủ đẳng cấp, đó là điều không cần phải bàn cãi nhiều. Song có chắc là đẳng cấp ấy không bị bào mòn sau quãng thời gian dài anh phải làm bạn với băng ghế dự bị, thậm chí còn là một chiếc ghế nào đó khi không được đăng ký thi đấu. Vậy nên cũng phải thôi, thời lượng ra sân ít ỏi tại Nhật Bản có lẽ là không đủ để huấn luyện viên Chuze hoàn toàn tin tưởng vào phong độ của cầu thủ này. Có một vòng lặp nghịch lý trong bóng đá rằng cầu thủ không đảm bảo phong độ sẽ không được ra sân,
và khi không được ra sân thường xuyên, cầu thủ đó sẽ bị hoài nghi về phong độ và tiếp tục không được trao cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, vòng lặp này nhiều khả năng sẽ chấm dứt với Công Phượng. Huấn luyện viên Chu Dê không trao cơ hội cho Công Phượng vì phong độ, song đó lại là câu chuyện của vòng chung kết Asian Cup 2023 vừa qua. Còn đến hiện tại, chân sút sinh năm 1995 đang sáng cửa được ra sân trong hai trận đấu tới gặp Indonesia. Phạm Tuấn Hải, sự lựa chọn tối ưu của huấn luyện viên Chu Dê trên hàng công của đội tuyển Việt Nam, không may dính chấn thương trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Quảng Nam ở vòng 13 V-League vừa qua. Chấn thương của Tuấn Hải khiến anh bỏ lỡ đợt tập trung lần này cùng đội tuyển Việt Nam, song lại mở ra cơ hội thi đấu cho Công Phượng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa rằng Công Phượng chỉ là thay thế cho đàn em. Cần nhớ rằng trước khi Tuấn Hải dính chấn thương, huấn luyện viên Chu Dê đã cất công di chuyển sang Nhật Bản để thăm dò Công Phượng. Đó chắc chắn không phải là chuyến thăm chỉ mang tính chất động viên thông thường, và bản danh sách hội quân có tên Công Phượng đã chứng minh điều này. Công Phượng có lẽ cũng không mấy bất ngờ khi được chiến lược gia người Pháp triệu tập lên tuyển ở đợt hội quân lần này. Điều đó không hẳn là bất ngờ. Tôi nghĩ đã là một cầu thủ bóng đá thì khi được gọi lên đội tuyển quốc gia, ai cũng đều thấy vui cả. Bản thân tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình. Không một cầu thủ nào chắc chắn lên đội tuyển khi mình thể hiện được phong độ của bản thân thì huấn luyện viên mới lựa chọn. Đồng thời mọi thứ cũng phụ thuộc vào chiến thuật của huấn luyện viên, Công Phượng chia sẻ. Nếu được trao cơ hội ra sân, Công Phượng dự sẽ trở thành một giải pháp cứu cánh cho huấn luyện viên Chu Dê trên hàng công thiếu hụt nhân sự của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Khi không còn một Tuấn Hải năng nổ trên sân, người hâm mộ vẫn có thể trông chờ vào khoảnh khắc Công Phượng đi bóng lắt léo hay tạo sự đột phá để vượt qua sự vây giáp khó chịu của cầu thủ bên phía Indonesia. Bên cạnh đó là cái duyên át vía của tiền đạo sinh năm 1995 trước đội bóng xứ Vạn Đảo. Lần gần nhất ở một giải đấu chính thức, Công Phượng ghi bàn vào lưới đội tuyển Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trận đấu đó, từ tình huống đá phạt góc, Tiến Linh đánh đầu ngược đưa bóng đến đập trúng đùi của Công Phượng rồi bay vào lưới Indo. Bàn thắng này có phần may mắn, song đã thể hiện được khả năng chọn vị trí chính xác của Công Phượng. Đội tuyển Indo vốn được đánh giá là đối thủ không dễ chơi với đội tuyển Việt Nam. Và giờ đây, đội bóng xứ Vạn Đảo dự sẽ càng đáng gờm hơn với lối chơi hợp lý cùng dàn cầu thủ nhập tịch vô cùng hùng hậu. Đối thủ mạnh và tiến bộ thật đấy, song cũng đừng quên là đội tuyển Việt Nam cũng đang có được những cầu thủ trẻ đầy triển vọng và hơn hết là dàn cầu thủ kỳ cựu đang khát khao khẳng định mình trong lần trở lại này. Bên cạnh Công Phượng, Tiến Linh cũng được đánh giá là một nhân tố đáng được chờ đợi ở hai trận đấu tới của đội tuyển Việt Nam. Vừa trở lại sau chấn thương, giờ là lúc tiền đạo của BKMX Bình Dương tìm lại được khả năng săn bàn của mình trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Với tôi, không chỉ ghi bàn vào lưới Indonesia mà bất cứ lần nào được ra sân và lập công cho đội tuyển Việt Nam giúp cho đội giành chiến thắng đều khiến tôi cảm thấy rất vui. Đó cũng là động lực để tôi nỗ lực hơn mỗi ngày, Tiến Linh nhấn mạnh. Trận thua trước đội tuyển Indonesia khiến cho đội tuyển Việt Nam hết hy vọng đi tiếp tại vòng chung kết Asian Cup vừa qua. Và nếu để kịch bản này lặp lại, những chiến binh sao vàng nhiều khả năng cũng sẽ hết hy vọng đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026. Bên cạnh việc giải mã ẩn số về đối thủ, huấn luyện viên Chu Dê cùng ban huấn luyện cũng phải giải bài toán nhân sự của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, có một tín hiệu đáng mừng là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị rất tích cực với tâm thế quyết tâm giành chiến thắng trước Indonesia trong chuyến làm khách tới sân Bung Karno. Qua đó, làm lợi thế trước khi trở về, đón tiếp đối thủ ở sân Mỹ Đình. Sau những buổi tập vừa qua, tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam đang có chuẩn bị tốt cho hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 sắp tới. Các cầu thủ đang có mạch thi đấu ở V-League và Cúp Quốc gia nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập lại. Chỉ có một vài cầu thủ lần đầu hoặc đã lâu mới trở lại đội tuyển nên cần anh em hỗ trợ. Nhưng tôi tin mọi thứ dần dần sẽ tốt hơn, Hùng Dũng cho biết. 4 ngày sẽ là khoảng thời gian đếm ngược cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân Bung Karno. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến màn trở lại mạnh mẽ của Công Phượng hay nhiều cái tên khác của đội nhà, qua đó giúp những chiến binh sao vàng giành lợi thế để đi tiếp trên hành trình tới giấc mơ World Cup.